Rồi, dâu luôn anh em, phôi mai rừng chân dài, nụ bú nha anh em. Đó, cây rất là phê nha, trật tu sạch sẽ nha anh em. Nó là một cái lưng gù bú rất là phê nha. Anh em nhìn thấy cái tay à, để uống nụ nặng nhất đã nha anh em. Đó, chì dễ rồi xuống đầy đủ hết nha. Cây rất phê nha anh em. Bú nè anh em nè, gù nè, xuống bệ nè, uống rồi nè. Cây chặt quá bự luôn nha, rất là phê nha. Quay quay tay đây đó, này nó sẽ chỗ này nó quắn nè, quắn nó lượn lên em nè. Hai bên bè rất đẹp nha, cây rất là phê nha anh em. To cây nha, cây được có cây cao, cây mập mập anh em à. Rồi quay vòng cho anh em xem, chia dễ rồi đầy đủ nha anh em, dễ cám được rất nhiều nha. Đó, ông nó làm cái ẹo anh em thấy rất là mê nha. Chỗ này nó cái này nè anh em, ôm đá lên nha. Đó, nhà nhằm đá đây nè, đầu nè anh em, đặt tu sạch sẽ, to cây nè anh em, cây rất là phê nha, nụ bú nè anh em, lưng nữa nè, nó xuống nó bò nó lúc nè, cây rất đã này nè, phê cực kỳ phê luôn á, chi dễ đầy đủ cho anh em nha, đó, chi dễ nè, chạy cám nó xuống 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 hết luôn nha anh em, là một bệ dưới nha, đó. Rồi đo cái thước đây. Cao 1m30. Cao 1m30 nha. Quắn sắn nhiều sắn ốc vậy nè. Rất là phê nha. Dốc ngọn 47. Ngọn 47. Đo bình thân coi. Bình thân này, này 62. Rồi, đo cái quần bú luôn. Đo quần bú nè. 77. Đo bú 77 nha anh em. Để ngang. Dình 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 cái đầu cái đó đứng ngang cỡ 25 nha anh em. Ok, cũng rất là phê luôn. Rồi xem vòng cho anh em xem cái nữa rồi. Đó, anh em cực kỳ là đá nha. Đó, những bè nè anh em à.